Thor Trip Jedi High End Equipment Instructions. Cẩm nang hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị Hoa Kỳ tại Thor Dream Center. Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị Mỹ Đế 2M của THOL Dream Center. Tôi là Duy Nguyễn, THOL Founder. Chúng ta tiếp tục đến với một chiếc máy tiếp theo trong buổi tập chân 2M Mỹ Đế Performance Plus Made in USA. Luôn nhấn mạnh là Made in USA. Tên là gì ta? Đây, Les Fest Hack Squad. Cái vị trí 1, 2, 3. 1, 2, 3. Thì cái vị trí 1, 2, 3, vị trí 1 là vị trí ngay đây. Rồi 2, 3 để chỉnh cái ghế. Cái ghế để chi? Để ngồi để mà đạp. Ok chưa? Đây là đạp đùi. Cái này nó kêu là cơ chế mà cái chân mình dùng để đạp như vậy nè, là nó kêu là đạp đùi, là leg press. Nãy là 1, 2, 3, bây giờ vị trí ghê gớm nhất rồi, tạm đặt là số 4 đi. Nằm đó luôn. Vị trí này là một vị trí để nói nè. Vị trí này nó sẽ chuyển từ cái leg press sang cái hack squat. Ở dưới đây bạn nhìn thấy còn một cái cây nữa. Cái cây này các bạn cầm, các bạn kéo lên để hoàn chỉnh cái ghế. Cái ghế này nó tạo răng thôi. Tức là những cái chốt chỉnh của cái hệ máy á, đa phần là dùng để tạo răng. Khi bạn ép vô càng sâu thì cái răng bạn càng ghê. Đó, cái răng bằng cao không? Đó, Duy thích cái mức này nhất. Nhưng mà những người chân dài á, ta làm gì không được. Người ta phải chỉnh ra đây để người ta mới đi vô tập được. Chân dài thì phải chỉnh ra ngoài, chân ngắn chỉnh ở trong. Đó, hack squat là gì? Nó có một cái gì đó ở trên vai chúng ta này. Cầm hai cái râu để thấy quen quen không? Đó là hack squat. Hãy cùng Duy Nguyễn đến Thor Gym để khám phá, trải nghiệm những series máy tập đẳng cấp hàng đầu hành tinh City Full Run 400 triệu. Và đây là chiếc máy mắc tiền nhất của này, 300 triệu. Thiên đường tạ thẻ phi quay. Chiếc máy 130 triệu. Power Rack 2M Half Rack đẳng cấp thế giới.